Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 13 tháng 7 tại nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024. Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã đoạt được 5 giải tại kỳ liên hoan năm nay. Với 380 tác phẩm ở 6 thể loại: phóng sự, chương trình chuyên đề, phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp và 5 hạng mục giải thưởng: podcast, kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giọng vàng và người dẫn chương trình xuất sắc. Theo đánh giá của ban tổ chức, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 là kỳ liên hoan đầy ấn tượng, ấm áp trên mảnh đất xứ Thanh tươi đẹp và mến khách. Đây là kỳ liên hoan thành công ở nhiều phương diện, cả về số lượng, chất lượng các tác phẩm, kỹ năng làm báo hiện đại, chuyên nghiệp về quy mô và năng lực tổ chức. Chất lượng các tác phẩm có sự đồng đều. Các tác phẩm dự thi thể hiện rõ nét những tìm tòi, phát hiện, nhiều cách làm mới theo xu hướng phát thanh hiện đại, sáng tạo, mang tính chuyên môn cao, tạo ra những hiệu ứng xã hội tích cực để phát thanh ngày càng gắn bó mật thiết hơn, gần gũi hơn trong đời sống xã hội. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng và 22 giải hạng mục các thể loại cho các đơn vị tham dự. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đoạt 5 giải ở các thể loại: chương trình phát thanh trực tiếp, phóng sự, chương trình chuyên đề, câu chuyện truyền thanh và chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Ban tổ chức cũng đã trao cờ cho tỉnh Quảng Ninh, địa phương sẽ đăng cai kỳ liên hoan phát thanh lần thứ 17 vào năm 2026. Lào Cai hiện có 13 điểm du lịch cộng đồng được công nhận, chiếm 35% các điểm du lịch cộng đồng. Các điểm du lịch cộng đồng tập trung chủ yếu ở thị xã Sapa, huyện Bắc Hà và từng bước mở rộng sang các huyện Ba Sát, Bảo Yên với các dịch vụ, sản phẩm du lịch tương đối đa dạng gắn với bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Tỉnh cũng có 3 nhóm cơ sở lưu trú tại gia, homestay của đồng bào dân tộc Giấy tại xã Tả Van, thị xã Sapa, dân tộc Tày tại xã Tà Trải, huyện Bắc Hà và Sang Kiên Đô, huyện Bảo Yên được Hiệp hội Du lịch các quốc gia ASEAN công nhận đạt chuẩn homestay ASEAN. Du lịch cộng đồng đang tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động của tỉnh. Thu nhập trung bình của các hộ làm du lịch cộng đồng từ 50 đến 70 triệu đồng một năm, đặc biệt có hộ đạt 150 đến 200 triệu đồng một năm. 6 tháng đầu năm, nông dân toàn tỉnh trồng 7.560 ha rau, sản lượng đạt hơn 104.660 tấn, tổng giá trị ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, hầu hết các loại củ quả, rau xanh đều có giá cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nên tại một số địa phương bà con đã mở rộng diện tích và tiến hành trồng rải vụ. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất rau chuyên canh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại các huyện Bảo Thắng, Bát Sát, Bắc Hà, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai. Vùng sản xuất rau trái vụ tập trung chủ yếu tại huyện Bát Sát, Sapa, Bắc Hà, Simacai và Mường Khương, diện tích đạt khoảng 900 ha, sản lượng đạt gần 20.000 tấn. Các sản phẩm rau trái vụ có giá khá cao và hiện cơ bản được các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Sapa phấn đấu đến ngày 30 tháng 7 sẽ hoàn thành cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, những ngày này các điều tra viên nỗ lực đến các địa bàn phụ trách để lấy thông tin, đảm bảo các nội dung điều tra được nhanh gọn, chính xác nhất. Phường Hàm Rồng có 2 địa bàn với 60 hộ dân được lựa chọn để điều tra thu thập thông tin. Sau khi được tập huấn, nắm bắt các kỹ năng điều tra cơ bản, những ngày này, các điều tra viên đã tranh thủ mọi khoảng thời gian để gặp gỡ, tiếp cận với người dân lấy thông tin. Chúng tôi đã có 2 cuộc tập huấn của Chi cục Thống kê thị xã Sapa để chúng tôi có thể nắm nội dung này, các cái kỹ năng giúp tôi có thể truyền đạt được một cách chính xác, rõ ràng, dễ hiểu nhất đến cho người dân để cho cái công việc phỏng vấn và điều tra của tôi được cụ thể chính xác nhất. Với đặc thù địa bàn vùng cao, địa hình chia cắt đi lại khó khăn, việc điều tra thu thập thông tin tại phường Hàm Rồng gặp phải không ít trở ngại. Để khắc phục, cấp ủy chính quyền phường đã huy động sự vào cuộc của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố, người có uy tín cùng vào cuộc. Đội ngũ này sẽ tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ các điều tra viên trong khai thác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa để ủng hộ cuộc điều tra. Phối hợp để đưa ra những thông tin dịch tiến cho bà con để bà con hiểu rõ, để thông tin cho chính quyền địa phương về thông tin của gia đình.
Khi được bên đến hộ gia đình, tôi tạo điều kiện và cung cấp thông tin đầy đủ chính xác giúp các người giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đợt điều tra này, toàn thị xã Sapa có 42 địa bàn ở 14 xã phường được chọn mẫu điều tra với 1.355 hộ dân được chọn để phỏng vấn thu thập thông tin. Đến nay, tiến độ điều tra trong toàn thị xã đạt trên 30% kế hoạch, cơ bản đáp ứng mục tiêu đề ra. Đến giờ phút này thì là các điều tra viên của chúng tôi cũng cơ bản là đã đến các hộ thu thập các thông tin, cũng cơ bản đã hoàn thành được cái kế hoạch đề ra. Với những giải pháp cụ thể phù hợp với thực tiễn từng địa bàn, thị xã Sapa phấn đấu sẽ hoàn thành cuộc điều tra trước ngày 30 tháng 7, góp phần vào thành công chung của cuộc điều tra trong toàn tỉnh. Nửa đầu năm nay, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội toàn tỉnh đạt 17,8%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 13%. Toàn tỉnh hiện có hơn 61.700 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, hơn 9.100 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và trên 53.600 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Năm 2024, Lào Cai đặt mục tiêu số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 19% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ lợi ích mang lại để chủ động tham gia, đồng thời quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 63 tỷ 500 triệu đồng là nguồn lực huyện Bảo Yên cần để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa 26 công trình cấp nước để đáp ứng nhu cầu nước sạch nông thôn giai đoạn 2024-2030. Cùng với nguồn lực của nhà nước, huyện Bảo Yên cũng sẽ kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cấp nước sinh hoạt nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đầy đủ, đảm bảo chất lượng cho người dân. Bảo Yên hiện có 51 công trình cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn, nhưng chỉ có 19 công trình hoạt động bền vững, còn lại hoạt động không hiệu quả. Nguyên nhân do một số công trình được xây dựng lâu năm đã xuống cấp, cần được sửa chữa nâng cấp, hoặc do tác động của biến đổi khí hậu khiến một số nguồn nước bị cạn kiệt, không cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân. Để nâng cao hiệu quả hơn 60 ha mặt nước nuôi cá thương phẩm, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên khuyến khích các hộ chăn nuôi liên kết thành các tổ nhóm, tiến tới thành lập các tổ hợp tác xã để cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển nuôi thủy sản bền vững theo hướng hàng hóa, gia tăng thu nhập cho bà con. Trên diện tích mặt nước này, mỗi lứa anh Bán Văn Dương thả khoảng 5.000 con cá giống, chủ yếu là cá chép, chấm cỏ và rô phi. Bằng hình thức nuôi gối phụ, gia đình anh xuất bán khoảng 20 tấn cá thương phẩm, giá bán ngay tại ao từ 40 đến 50.000 đồng mỗi kg. Gia đình anh thu về khoảng 120 triệu đồng mỗi năm. Nuôi cá thì rất là nhàn. Vâng, với lại cái lợi nhuận của nuôi cá thì nó ổn định hơn. Vâng, giá thành cá nó cá chép thương phẩm thì nó cũng ổn định. Xã Kim Sơn hiện có hơn 60 ha mặt nước với 20 hộ đang nuôi cá thương phẩm. Để thuận lợi trong tìm kiếm thị trường, một số hộ đã thành lập các nhóm Zalo để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhất là vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng đồng hành với các nhóm này tiến tới thành lập tổ hợp tác và hợp tác xã chăn nuôi thủy sản. Như ngày trước thì không có thành lập nhóm, là mình là phải thứ nhất là có thể là gặp trực tiếp hoặc là phải gọi điện từ người một, nhưng mà khi mà đã lên nhóm thì đã thành lập nhóm như thế thì không phải mất nhiều thời gian, gặp được tất cả mọi người trong cùng chia sẻ cùng lúc. Tận dụng toàn bộ các cái mặt nước mà cũng như là cái hiện trạng đã có thì cũng khuyến khích các hộ dân thành lập các cái tổ nhóm để chia sẻ các kinh nghiệm cũng như là học tập nhau để chăn nuôi. Và đối với chính quyền địa phương thì cũng có những cái thu hút các cái đơn vị mà có các cái chính sách ưu đãi, ví dụ như là ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách cũng tạo điều kiện cho các cái hộ dân để được vay vốn rồi là được phát triển sản xuất. Dù mới bước đầu phát huy hiệu quả, nhưng các nhóm cùng sở thích nuôi thủy sản là nền tảng để xã Kim Sơn phát triển thành các tổ hợp tác xã trong thời gian tới. Qua đó hạn chế tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, nâng cao trình độ sản xuất, hướng tới phát triển nuôi cá thương phẩm hàng hóa bền vững, gia tăng thu nhập cho người dân. Chuyển sang thông tin thời sự trong nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 7,
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 68, chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Trong đó yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu theo khuyến cáo của ngành y tế. Tổ chức tiêm chủng vaccine phòng bệnh bạch hầu cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tại các địa bàn có lưu hành bệnh hoặc nơi có tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu thấp. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh để xử lý triệt để ổ dịch. Điều trị kịp thời và thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, bảo đảm các điều kiện chống dịch bạch hầu theo quy định. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần, nên từ đêm 14 đến 17 tháng 7, các tỉnh thuộc vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 80 mm. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong đợt mưa dông, miền Bắc có khả năng kèm theo dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở khi đất đã ngấm nước. Vì vậy, các địa phương cần chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Thành phố Hà Nội hiện có hơn 600 hectare trồng sen, tập trung ở các địa phương như Mỹ Đức, Ba Vì, Mê Linh, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Bắc Từ Liêm. Để bảo tồn và phát triển cây sen quý Tây Hồ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả đưa vào trồng thử nghiệm hơn 30 giống sen mới. Hà Nội hiện đã phát triển được rất nhiều đặc sản tinh túy được chế biến từ sen, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa là nét văn hóa đặc sắc của người Hà Thành. Đến nay, thành phố Hà Nội đã có 18 sản phẩm từ cây sen đạt sao OCOP cho giá trị kinh tế cao. Ngân hàng Nhà nước quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các giao dịch trên 10 triệu đồng phải được xác thực bằng sinh trắc học khuôn mặt. Việc xác thực này nhằm bảo vệ khách hàng, đồng thời ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp. Nhưng ngay khi quy định có hiệu lực, đã có một số hình thức lừa đảo, hỗ trợ cập nhật sinh trắc học bùng phát như mạo danh cán bộ ngân hàng liên hệ với nạn nhân để hướng dẫn thu thập thông tin sinh trắc học. Đề nghị người dùng truy cập vào đường link giả mạo để tải và cài đặt ứng dụng thu thập sinh trắc học, nhưng thực chất là tải về file có chứa mã độc, phần mềm gián điệp nhằm khai thác sâu hơn nữa những thông tin của nạn nhân, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để lừa đảo. Do đó, người dân cần nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân. Tin thời sự quốc tế. Thương vong trong vụ không kích của Israel nhằm vào khu vực nhân đạo tại thành phố Khan Yunis ngày 13 tháng 7 tiếp tục tăng cao, khi cơ quan y tế Gaza xác nhận đã có ít nhất 90 người thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương. Trong một tuyên bố, quân đội Israel khẳng định vụ tấn công này là nhằm vào hai thủ lĩnh cấp cao của Hamas, phần lớn những người thiệt mạng đều là thành viên Hamas. Tuy nhiên, Hamas cùng ngày đã bác bỏ thông tin trên, tuyên bố nạn nhân đều là dân thường. Trong khi đó, bệnh viện lớn duy nhất còn hoạt động tại Gaza là Nasser đã bị quá tải nghiêm trọng khi rất nhiều người bị thương trong vụ không kích của Israel được chuyển tới đây. Bà lãnh đạo bệnh viện Nasser khẳng định tình hình hiện tại là thảm họa khi họ không có đủ thuốc men, dụng cụ y tế và giường bệnh để chữa trị cho bệnh nhân. Ngày 13 tháng 7, giới chức Nga thông báo đã tìm thấy 3 thi thể là 3 thành viên phi hành đoàn trong vụ rơi máy bay Sukhoi gần vùng Moscow của Nga. Theo điều tra sơ bộ, vụ tai nạn xảy ra do hai động cơ của máy bay bị hỏng, mà nguyên nhân có thể là bởi bầy chim chui vào tuabin khi bay ở tầm thấp. Khi gặp nạn, máy bay không chở khách mà chỉ có phi hành đoàn gồm 3 người. Trước đó, máy bay đã được bay thử nghiệm sau khi được sửa chữa và thuộc sở hữu của tập đoàn khí đốt Gazprom. Máy bay được trang bị động cơ SAM-146. Cơ quan chức năng cho biết, Ủy ban điều tra Nga đã nhận điều tra sự cố này. Ủy ban hàng không liên bang sẽ bắt đầu giải mã các hộp đen của máy bay vào ngày 15 tháng 7.
Ngày 13 tháng 7, cơ quan chức năng Mỹ thông báo bang Colorado ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm virus cúm gia cầm H5 ở người. Cả 3 trường hợp mắc bệnh là công nhân tại một trang trại nuôi gia cầm, nơi bùng phát dịch cúm gia cầm mới đây. Những người này tiêu hủy gia cầm nhiễm bệnh và đã phơi nhiễm virus trong quá trình tiếp xúc với số gia cầm này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khẳng định nguy cơ đối với công chúng vẫn thấp và hiện cơ quan này đã cử một nhóm chuyên gia y tế đến Colorado để hỗ trợ điều tra. Nếu xét nghiệm cho kết quả dương tính, Colorado ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm cúm gia cầm ở người từ đầu năm đến nay, cùng với 3 ca nhiễm cúm gia cầm từ bò, nhiễm bệnh nâng tổng số trường hợp trên toàn nước Mỹ lên 7 trường hợp. Ngày 13 tháng 7, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này đã sơ tán hàng nghìn người dân do lũ lụt nghiêm trọng tại Trùng Khánh. 13.000 kiện hàng cứu trợ thiên tai gồm dụng cụ khẩn cấp trong gia đình, giường gấp và chăn mùa hè đã được cấp phát cho Trùng Khánh và Tứ Xuyên nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương tái định cư và cứu hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Kể từ khi mùa lũ đến sớm năm nay, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã giải ngân hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 255 triệu đô la Mỹ từ các quỹ của Ngân hàng Trung ương để cứu trợ thiên tai. Hàng chục nghìn nhân viên thuộc lực lượng cứu hộ cũng được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.